bản tin mới nhất về dịch COVID-19 ngày 8 tháng 11, xin kính mời quý vị và các bạn đến với những tin tức nóng nhất sau đây. Nguy hiểm, số ca mắc COVID-19 tại 10 tỉnh miền Tây đồng loạt tăng cao, tình hình ngày càng nghiêm trọng. Số ca mắc COVID-19 ở Đồng Nai tăng mạnh, chỉ trong vòng 7 ngày đã có hơn 6.700 ca mắc. Nóng, Hà Nội phát hiện 12 ổ dịch COVID-19 phức tạp, cảnh báo người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là chống dịch. Báo động, ca nhiễm COVID-19 tăng cao, thành phố Sóc Trăng nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3, nguy cơ cao. Nhiều trường ở Hải Phòng cho học sinh nghỉ khẩn cấp do phát hiện F0. Sơn La ghi nhận thêm 9 F0, trong đó có em bé mới 1 tuổi. Tin tích cực, số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở Phú Thọ có dấu hiệu giảm dần. Nhật Bản lần đầu không ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 sau 15 tháng. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nguy hiểm. Số ca mắc COVID-19 tại 10 tỉnh miền Tây đồng loạt tăng cao, tình hình ngày càng nghiêm trọng. Hàng loạt tỉnh miền Tây ghi nhận ca mắc COVID-19 tăng cao, thưa quý vị. Cụ thể như sau. Cần Thơ ghi nhận 370 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, tăng 189 ca so với ngày trước đó. Số ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8 tháng 7 đến nay, 9.719 ca. Trong số ca mắc mới, 90 ca trong khu cách ly. Số cách ly tại nhà là 14 và 228 ca cộng đồng. An Giang ghi nhận 531 trường hợp, tăng 104 ca so với ngày hôm qua. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 từ 15 tháng 4 đến nay, 14.074 trường hợp. Có 19 trường hợp tái dương tính. Kiên Giang phát hiện 363 F0, giảm 35 ca, trong đó 83 ca cộng đồng, 108 ca trong khu cách ly, 182 ca trong khu phong tỏa. Đồng Tháp ghi nhận 289 ca mắc mới, tăng 91 ca so với ngày hôm qua, trong đó 41 ca trong cộng đồng tại 9 trên 12 huyện, thành phố. Sóc Trăng ghi nhận 298 trường hợp mắc COVID-19, tăng 9 ca, trong đó có 100 trường hợp là F1 chuyển thành F0, 9 trường hợp về từ vùng dịch, tất cả được quản lý trước đó. 107 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng. 82 trường hợp được phát hiện trong khu phong tỏa. Bạc Liêu có 297 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng 32 ca. Trong đó có 106 trường hợp dương tính ghi nhận tại cộng đồng, tăng 34 trường hợp so với ngày 6 tháng 11. Tiền Giang ghi nhận 233 ca, tăng 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 48 ca trong cộng đồng, 182 ca trong khu cách ly và 3 ca trong khu phong tỏa. Vĩnh Long ghi nhận 128 ca, tăng 31 ca so với ngày hôm qua. Trong đó, 38 trường hợp qua khám và sàng lọc tại cơ sở y tế, 52 trường hợp qua sàng lọc cộng đồng, 31 trường hợp là F1 được cách ly trước đó, 7 trường hợp xét nghiệm sàng lọc tại 2 công ty. Cà Mau ghi nhận 168 người nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc từ đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay 2.856 ca. Trà Vinh ghi nhận 75 ca mắc mới, tăng 2 ca so với ngày hôm qua, gồm 51 ca cộng đồng, 11 ca trong khu cách ly, 12 ca là người ngoài tỉnh về và 1 ca trong khu phong tỏa. Đến nay, Trà Vinh ghi nhận 3.394 ca mắc, trong đó điều trị khỏi 2.032 trường hợp, 27 trường hợp tử vong. Bến Tre ghi nhận 82 ca mắc COVID-19, tăng 15 trường hợp so với ngày hôm qua. Tổng số ca mắc toàn tỉnh 2.809 ca, trong đó 2.135 ca được chữa khỏi đã xuất viện, 53 ca tử vong, 621 ca đang điều trị. Chuyển sang tin tiếp theo, số ca mắc COVID-19 ở Đồng Nai tăng mạnh, chỉ trong vòng 7 ngày đã có hơn 6.700 ca mắc. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 11, Trung tâm Chỉ huy Điều hành Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 7 ngày qua, từ 31 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 6.705 ca, tăng 50,4% so với 7 ngày trước đó, 4.458 ca. Trong đó ghi nhận 1.313 ca mắc trong cộng đồng, tăng 12,7%, 1.718 ca mắc trong khu phong tỏa, tăng 132,2%. Trong 7 ngày qua, tỉnh ghi nhận 3.804 trường hợp được điều trị khỏi, 28 trường hợp tử vong. Tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ tư từ 27 tháng 4 đến nay trên địa bàn tỉnh 73.156 ca. Các địa bàn ghi nhận nhiều ca mắc nhất bao gồm thành phố Biên Hòa 30.126 ca, huyện Nhân Trạch 16.765 ca, huyện Vĩnh Cửu 12.315 ca và huyện Tràng Bom 7.347 ca.
Theo Trung tâm Chỉ huy Điều hành Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, trong tuần, các ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng mạnh, trung bình 187 ca trên ngày so với giai đoạn giãn cách thực hiện chỉ thị 15 là khoảng 5-10 ca một ngày. Các ổ dịch cộng đồng có nguồn lây đa phần liên quan các doanh nghiệp sản xuất và người về từ vùng có dịch, tạo thành nhiều ổ dịch lây nhiễm thứ phát, rải rác trong cộng đồng. Dự kiến tiếp tục ghi nhận ca mắc trong cộng đồng trong thời gian tới đây. Nguồn lây chủ yếu ở các địa điểm có nguy cơ lây lan cao như chợ dân sinh, siêu thị, cơ sở sản xuất, khu nhà trọ. Về cấp độ dịch của tỉnh Đồng Nai không tăng so với tuần trước, tuy nhiên xuất hiện một huyện cấp độ 3, các xã phường cấp 3 cũng tăng 11, cấp 2 tăng 16. Cụ thể như sau, tỉnh Đồng Nai cấp độ 2, nguy cơ trung bình. Huyện, thành phố không có vùng dịch cấp độ 4, một vùng cấp độ 3 ở Vĩnh Cửu, 8 vùng cấp độ 2, Biên Hòa, Tràng Bom, Thống Nhất, Long Thành, Nhân Trạch, Xuân Lộc, Tân Phú, Cẩm Mỹ. 2 vùng cấp độ 1, đó là Định Quán, Long Khánh. Xã phường không có vùng cấp độ 4, 22 vùng cấp độ 3, 74 vùng cấp độ 2, 74 vùng cấp độ 1. Hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Đồng Nai còn gặp một số khó khăn tồn tại. Đó là số ca mắc trên địa bàn tỉnh đang tăng mạnh trở lại. Trong khi đó, nhân lực chuyên môn ngành y tế thì có hạn. Cán bộ y tế ngoài tỉnh đến hỗ trợ hầu hết kết thúc thời gian hỗ trợ tại tỉnh Đồng Nai. Công tác tiêm chủng còn chậm do thiếu nhân lực và phải triển khai tiêm chủng đồng thời hai nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên và từ 12 đến dưới 18 tuổi. Các ứng dụng công nghệ thông tin bước đầu đã áp dụng có kết quả tích cực nhưng vẫn chưa thực hiện đồng bộ. Tiếp theo là tin nóng. Hà Nội phát hiện 12 ổ dịch COVID-19 phức tạp, cảnh báo người dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là chống dịch. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội mới đây thống kê, từ 22 tháng 10 đến nay, thành phố có 12 chùm ca bệnh ổ dịch. Nhiều trong số này chưa rõ nguồn lây, được phát hiện qua sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng. Có 2 ngày, ngày 4 và ngày 5 tháng 11, số ca mắc vượt quá 100 ca trên ngày. Dịch bệnh được đánh giá trong tầm kiểm soát, tuy nhiên ngấm sâu trong cộng đồng. Ngoài ra, nguy cơ do người về từ vùng dịch, không riêng các tỉnh phía Nam cũng rất cao. Hà Nội liên tiếp phát sinh các chuỗi lây nhiễm phức tạp liên quan đến tập trung đông người do áp dụng nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19. Thứ nhất, ổ dịch kho hàng Shopee, khu công nghiệp Đài Tư từ ngày 5 tháng 11 đến nay có tổng 26 ca, phân bố tại 6 quận huyện. Thứ hai là ổ dịch đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, từ ngày 2 tháng 11 đến nay có 9 ca, phân bố tại các quận huyện Thanh Xuân 1, Hoàng Mai 3, Hà Đông 1, Ba Đình 1, Bắc Từ Liêm 1, Nam Từ Liêm 1 và Đan Phượng 1. Thứ ba, ổ dịch thôn Bạch Chữ, xã Tiên Thắng, huyện Mê Linh, từ 27 tháng 10, 167 ca, nguồn lây từ một số công dân đi làm ăn tại tỉnh Hà Giang trở về địa phương. Thời điểm này, dịch COVID-19 tại Hà Giang đang diễn biến căng thẳng. Tính đến ngày 6 tháng 11, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh ở cấp độ dịch 3, màu cam, nguy cơ cao. Thứ tư là ổ dịch chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, từ 31 tháng 10, ghi nhận 95 ca. Ngay khi xuất hiện ca chỉ điểm tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đã chỉ đạo xét nghiệm PCR cho tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn xã, khoảng 4.500 hộ, khẩn trương truy vết để phát hiện, điều trị kịp thời cho các F0. Từ ngày 2 tháng 11, UBND huyện Gia Lâm chỉ đạo xã Ninh Hiệp tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các chợ và trung tâm thương mại, các cửa hàng quần áo, may mặc, vải, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn. Thứ năm là ổ dịch tại Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, từ 24 tháng 10, ghi nhận 149 ca. Ca chỉ điểm là người phụ nữ 40 tuổi, trú tại xã Sài Sơn, công tác tại Tòa án Nhân dân huyện Quốc Oai. Cách đây một tuần, ổ dịch này được nhận định phức tạp và khó lường, lây nhiễm giữa cán bộ thường xuyên tiếp xúc nhiều nên phát sinh nhiều F1 và F2. Không chỉ ở huyện Quốc Oai mà còn có các khu vực khác như huyện Thanh Oai, quận Hà Đông. Tuy nhiên đến nay, chuỗi lây nhiễm cơ bản được kiểm soát. 7 ngày liên tiếp trên địa bàn huyện không ghi nhận ca mới ngoài cộng đồng. Các ca dương tính được công bố chủ yếu trong khu cách ly hoặc khu phong tỏa. Thứ 6 là ổ dịch Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, từ ngày 3 tháng 11, 10 ca. Ca chỉ điểm là ông T, 85 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh. Ngày 2 tháng 11, ông vào Bệnh viện Phổi Trung ương được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Từ đó, 5 F1 là cháu, sống cùng nhà với ông T. Ngày 3 tháng 11 được lấy mẫu xét nghiệm đều dương tính với SARS-CoV-2. 4 trường hợp liên quan khác sau đó được xác định mắc COVID-19 đều được CDC công bố. Thứ 7 là ổ dịch Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, từ 30 tháng 10, 26 ca. Ca chỉ điểm là bệnh nhi 3 tuổi trú tại phường Lĩnh Nam, ngày 30 tháng 10 sốt nhẹ, ngạt mũi, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Trước đó, phường Lĩnh Nam cũng ghi nhận chùm ca bệnh liên quan trụ cầu H3, gầm cầu Thanh Trì thuộc tổ 2. Thứ 8 là ổ dịch đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, từ ngày 3 tháng 11, 28 ca. Ca chỉ điểm là bệnh nhân H, nữ, 32 tuổi, trú tại phường Cống Vị, được phát hiện qua sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng. Ngày 27 tháng 10, người phụ nữ xuất hiện triệu chứng ho khan. Tới ngày 1 tháng 11, đến bệnh viện khám được làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Các F1 gồm mẹ, chồng, con, những người sống cùng tầng, bán hàng trong ổ dịch. Ngày 3 tháng 11 được lấy mẫu xét nghiệm cũng cho kết quả dương tính. Phường Cống Vị hiện ở cấp độ dịch 3, màu cam, nguy cơ cao. Thứ 9 là ổ dịch phường Phú La, quận Hà Đông từ ngày 4 tháng 11, 32 ca. Thứ 10 là ổ dịch Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì từ ngày 6 tháng 11, 14 ca. 11 là ổ dịch Phú Vinh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức từ 31 tháng 10, 14 ca. 12 là ổ dịch Trần Quang Diệu, quận Đống Đa từ 23 tháng 10, 41 ca. Và thưa quý vị, Hà Nội đánh giá 2 ổ dịch tại Sài Sơn, huyện Quốc Oai và Bạch Chữ, huyện Mê Linh liên quan việc tụ tập đông người, đám ma, đám cưới. Các ca bệnh phần lớn mang tính chất gia đình, nhiều người trong gia đình cùng mắc và đa phần đều đã được tiêm vaccine, không có triệu chứng của bệnh. Ngoài ra, theo báo cáo của CDC Hà Nội, tính đến tối ngày 7 tháng 11, có 93 người về từ các tỉnh có dịch, được xác định mắc COVID-19, phân bố tại nhiều quận huyện. Từ đó, ghi nhận 45 ca nhiễm thứ phát do tiếp xúc gần hoặc liên quan những người này. Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch 4 từ 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội có tổng 4.994 ca dương tính, trong đó 1.961 ca ngoài cộng đồng, 3.037 người đã được cách ly. 3 xã phường thuộc cấp độ 3 và tổ dân phố Ngôi Sài, Quốc Oai là khu vực duy nhất chuyển đỏ, nguy cơ rất cao. Đặc biệt, Hà Nội khuyến khích người dân hạn chế tới các địa phương khác, chỉ trong trường hợp cần thiết, tuân thủ quy định của Trung ương và nơi đến. Thành phố cũng có hướng dẫn cụ thể việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Hà Nội phải sẵn sàng các tình huống xấu hơn để có sự chuẩn bị cao hơn, không để bị động bất ngờ. Các giải pháp phòng chống dịch phải thống nhất. Đặc biệt, những nguyên tắc ban đầu trong phòng chống dịch gồm ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly vẫn phải thực hiện nhưng có sự điều chỉnh linh hoạt và sát thực tiễn. Theo Phó Thủ tướng, bên cạnh các phương án đang triển khai, Hà Nội cần tập dượt các phương án khác như thí điểm cách ly F1, điều trị F0 có đủ điều kiện tại nhà để xây dựng quy trình tập huấn cho y tế tuyến dưới. Chuyển sang tin tiếp theo, báo động, ca nhiễm COVID-19 tăng cao, thành phố Sóc Trăng nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3, nguy cơ cao. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 11, tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 298 ca mắc COVID-19. Trong đó, 107 ca được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng, 82 ca trong khu phong tỏa, 9 ca là người dân từ vùng dịch tự phát về quê, 100 ca là F1 trở thành F0. Trong ngày, tỉnh Sóc Trăng có thêm 164 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Xuất viện cộng dồn có 4.493 trường hợp, hiện còn 2.731 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế. Địa phương cũng ghi nhận có thêm một trường hợp tử vong do COVID-19. Như vậy đến nay, tỉnh này có 55 trường hợp tử vong do COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ca nhiễm trong cộng đồng liên tục tăng cao trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ký quyết định về việc điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 đối với thành phố Sóc Trăng. Theo đó, nâng cấp độ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Sóc Trăng từ cấp độ 2, cấp nguy cơ trung bình, vùng vàng, sang cấp độ 3, cấp nguy cơ cao, vùng cam. Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 10 tháng 11. Ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng cho biết, thời gian qua, thành phố Sóc Trăng cố gắng nỗ lực hết mình, thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 và đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, từ cuối tháng 10 đến nay, diễn biến dịch khá phức tạp, số ca nhiễm ngày càng tăng cao. Trên địa bàn thành phố Sóc Trăng xuất hiện hàng chục ổ dịch mới, chủ yếu ghi nhận trong cộng đồng, với trên 300 trường hợp dương tính COVID-19. Theo đánh giá, nhiều ổ dịch ở phường 2, phường 5, phường 10 có mức độ nguy cơ lây lan ra cộng đồng cao do thời gian ủ bệnh dài ngày. Theo ông Nguyễn Văn Quận, hiện các địa phương ở thành phố Sóc Trăng đang khẩn trương khoanh vùng truy vết, xét nghiệm thần tốc để bóc tách F0 nhằm sớm ngăn chặn sự lây lan của dịch. Dự kiến tuần sau, thành phố Sóc Trăng áp dụng thực hiện phát phiếu đi chợ cho người dân. Địa phương tăng cường kiểm soát dịch COVID-19, phấn đấu đến cuối tháng 11 trở lại trạng thái bình thường mới. Chuyển sang tin tiếp theo, nhiều trường ở Hải Phòng cho học sinh nghỉ khẩn cấp do phát hiện F0.
Ngày 8 tháng 11, UBND quận Kiến An cho biết toàn bộ học sinh ở các cấp học tại quận này dừng đến trường, chuyển sang hình thức học online từ sáng nay cho đến khi có thông báo mới. Nguyên nhân do diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại phường Tràng Minh liên quan nhiều địa điểm, nhiều người. Theo báo cáo của UBND quận Kiến An, ngày 7 tháng 11, quận ghi nhận thêm 7 ca COVID-19. Theo điều tra dịch tễ, trước đó, bệnh nhân D từ Gia Lai qua Kon Tum chơi khoảng 3 ngày, từ 28 tháng 10 thì trở lại Gia Lai. Ngày 30 tháng 10, bệnh nhân đi bay từ sân bay Pleiku Gia Lai về sân bay Nội Bài Hà Nội, sau đó đi taxi về Hải Phòng. Bệnh nhân thực hiện cách ly tại nhà từ 31 tháng 10, xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính COVID-19. Ngày 6 tháng 11, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính COVID-19. Sau đó tới ngày 7 tháng 11, cơ quan chức năng tiếp tục ghi nhận 5 trường hợp người nhà bệnh nhân dương tính COVID-19. Tính đến tối ngày 7 tháng 11, qua rà soát, lực lượng chức năng xác định trên địa bàn quận Kiến An có 118 trường hợp F1, các trường hợp F2, F3 đang truy vết. Ngoài ra, có 16 F1 liên quan trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, huyện An Lão. Trong đêm ngày 7 tháng 11, lực lượng chức năng tiếp tục truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát chặt chẽ việc phong tỏa, các trường hợp cách ly y tế tại nhà. Cơ quan chức năng nhận định các ca bệnh tại phường Tràng Minh có tính chất phức tạp, thời gian diễn biến từ nhiều ngày, liên quan nhiều địa điểm tập trung đông người như chợ Phù Lưu, trường Trung học cơ sở Bắc Hà, trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, huyện An Lão nên cho dừng học sinh đến trường. Chuyển sang tin tiếp theo, Sơn La ghi nhận thêm 9 F0, trong đó có em bé mới 1 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Sơn La vừa ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 ở các huyện Mường La, Phù Yên và Sông Mã. Trong đó một trường hợp là F1 của các ca đã ghi nhận trước đó tại tỉnh. Số còn lại là các ca được phát hiện trong khu cách ly và thứ phát ngoài cộng đồng. Cụ thể, trường hợp F1 tại tỉnh chuyển thành F0 là bệnh nhân C, trưởng bản Bãi Lươn, xã Mường Do, huyện Phù Yên. Bệnh nhân này trước đó ngày 2 tháng 11, trong lúc đi chăn trâu về, có gặp và nói chuyện với hai người cùng bản là bệnh nhân S và bệnh nhân T mới từ Bình Dương về. Hai người này ngày 4 tháng 11 được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Tối cùng ngày, anh C tổ chức ăn cơm tại nhà cùng 4 người khác. Hai trong 4 người này là hai bệnh nhân S và T. Sau khi S và T được xác định mắc COVID-19, trưởng bản C được đưa đi cách ly tập trung và ngày 7 tháng 11 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 8 F0 còn lại gồm 2 trường hợp ở Phù Yên, 1 ở Sông Mã và 5 ở Mường La là các F1 liên quan các ca bệnh phát hiện tại các tỉnh khác là Hà Nội, Phú Thọ. Một số thì đi từ Bình Dương về, đang cách ly tại xã. Một trường hợp trong số này là bệnh nhân P, mã bệnh nhân 969.497, mới 1 tuổi. Trước đó cùng bố mẹ tại Tân Uyên, Bình Dương trở về và đang trong khu cách ly cùng mẹ do vẫn đang bú. Đáng chú ý, các trường hợp F0 phát hiện tại cộng đồng Sơn La lần này đều đã di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trước khi được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Vì vậy, theo đánh giá, những người đã tiếp xúc gần với các bệnh nhân này và các địa điểm các bệnh nhân đã đến như Bệnh viện Quân y 6 ở thành phố Sơn La, quán cháo ở cổng viện và cửa hàng bán chăn gần viện, khách đi cùng trên xe buýt từ thành phố Sơn La đi Mường La chiều tối ngày 6 tháng 11, có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Các bệnh nhân được phát hiện khi đang cách ly tại xã có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp. Song, những người ở cùng khu cách ly có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Để kịp thời kiểm soát và khoanh vùng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, tối ngày 7 tháng 11, Bệnh viện Quân y 6 thuộc Cục Hậu cần Quân khu 2 đã quyết định phong tỏa tạm thời khu vực khoa ngoại chuyên khoa của bệnh viện. Thời gian phong tỏa 14 ngày. Như vậy, tổng hợp từ ngày 5 tháng 10 đến nay, Sơn La phát hiện 61 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công dân trở về từ các tỉnh đang có dịch và một số trường hợp lây nhiễm thứ phát. Trong đó, 24 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và ra viện, 37 bệnh nhân hiện đang điều trị. Chuyển sang tin tích cực thưa quý vị, số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở Phú Thọ có dấu hiệu giảm dần. Vâng, ngày 8 tháng 11, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 21 ca mắc mới COVID-19, cụ thể tại Lâm Thao 6 ca, Tam Nông 4 ca, Phú Ninh 3 ca, thành phố Việt Trì 3 ca, Cẩm Khê ghi nhận 1 ca. Trong các trường hợp mắc mới, có 1 trường hợp trở về từ Bình Dương, 15 trường hợp F1 hoặc trong vùng phong tỏa đều đã được cách ly, theo dõi và quản lý, 5 trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Từ 14 tháng 10 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.088 ca mắc COVID-19. Đáng mừng là trong những ngày gần đây, số ca mắc mới trong cộng đồng giảm đáng kể. Từ ngày 6 tháng 11 đến nay, mỗi ngày số ca mắc mới trong cộng đồng chỉ từ 4 đến 5 ca. So với những ngày đầu, số mắc mới trong cộng đồng lên đến hàng chục ca mỗi ngày.
Hiện nay, toàn tỉnh Phú Thọ đang duy trì ở cấp độ 2 với số người mắc mới trong cộng đồng sấp xỉ là 7,73 ca trên 100.000 dân trên một tuần. 83% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19. Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin Nhật Bản lần đầu không ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 sau 15 tháng. Thưa quý vị và các bạn, hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, nước này phát hiện tổng cộng 162 ca mắc mới trong vòng 24 giờ. Số ca có triệu chứng nặng không thay đổi so với ngày trước đó là 100 ca. Giới chức Nhật Bản cho biết lần đầu tiên sau 15 tháng, nước này không ghi nhận ca tử vong nào vì COVID-19 trong bối cảnh vaccine và các liệu pháp điều trị được triển khai rộng rãi. Lần gần đây nhất, Nhật Bản không ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 theo ngày là vào hôm ngày 2 tháng 8 năm 2020. Sau ca tử vong đầu tiên tại Nhật Bản tháng 8 năm 2020, tính đến tháng 4 năm nay, tổng cộng đã có 10.000 người tử vong vì dịch bệnh. Trong đó, số trường hợp tử vong vì dịch bệnh theo ngày tăng lên mức cao nhất vào giữa tháng 5, vượt ngưỡng 200 ca. Gần đây, số ca tử vong giảm xuống mức một con số. Theo giới chức, tính đến nay, có khoảng 73% dân số Nhật Bản tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19. Gần đây, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản phê duyệt sử dụng liệu pháp hỗn hợp kháng thể cho đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh hoặc chưa tiêm vaccine như một biện pháp ngăn ngừa mắc COVID-19. Các liệu pháp điều trị như là Casirivimab và Amdivimab hỗn hợp cocktail truyền qua đường tĩnh mạch được sử dụng rộng rãi ở nước này. Liệu pháp này được cho là giảm nguy cơ nhập viện hoặc tử vong đến 70% so với nhóm người không dùng, theo kết quả của các cuộc nghiên cứu lâm sàng.